Lên Đây một cái này hen. Trời ơi chắc quá bà, này mới mới lên. lên mới Tôi lên rối luôn đây nữa nè ha. mới lên Đây nè mọi người. Đây hen. Mới lên. Hai cái chút chút rồi bên đây nữa nè. Nè ba lượm lá cho măng nhặt cái. Cô xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Tụi mình luôn hy vọng là tất cả mọi người đều mạnh khỏe ha. Hôm nay tụi mình trở lại rừng nữa nha mọi người. Cách đây một tuần rồi đó là tụi mình mới trở lại hôm nay. Bây giờ mình không biết là còn nắm nhiều hay không ha. Bây giờ cũng gần cuối mùa rồi đó mọi người. Nhưng mà tụi mình cũng đi vô thử ha, xem coi còn nấm hay không. Tụi mình xin mời mọi người cùng theo tụi mình đi nhặt nấm nữa nha. Đi thử coi có không ha. Hôm nay trời lạnh rồi nha mọi người. Hôm nay tụi mình đi vô cái phía rừng khác rồi nha mọi người. Tại vì cái rừng cũ mà tụi mình đi hôm nay á, là thấy ít nấm lắm. Cho nên tụi mình đi thử vô cái khu khác thử coi có không. Trời bây giờ lạnh rồi nha mọi người, sáng có 8-9 độ à. Buổi chiều thì 14 độ. Nhưng mà nấm không biết còn mọc không? Đâu bác? Mà không biết nấm còn mọc không ha? À mới vô tụi mình thấy rồi đó mọi người. Mới lên. Cái mùa này nấm này bớt lại rồi nha mọi người, nó không có nhiều. Bây giờ cũng gần cuối mùa rồi hả bà? Gần cuối. Sắp sửa hết rồi nha. Mới vô nhặt được tay á. Đi tiếp. Đây được hai em. Đằng kia em nữa kìa bà. Thấy rồi. Đây. Cạnh chỗ gốc cây có. Quyên mang thấy rồi. Đây. À. Quay trước thì quay trước thôi. Hả? Đó, ôi. Đụng. Ba anh làm nhẹ nhẹ chứ ba mà đụng cái rồi. Nó giòn lắm không mọi người, nếu mà mình chỉ xung quanh nó cũng rụng, nó rất là giòn luôn. Rồi qua đây một cái nè. À ở đây có một cái nữa hả ba? Đây nè ba. Đây hai cái nữa. Quyền mình thấy đó, nếu mình chỉ hai cái kia hả? Nè ba lại nhặt cái này trước đây, có cây trước rồi trở đó. Đây. Nằm trong cái màu của cái gốc cây. Ngon quá. Ba đem cây này. Đó, ba tay. Đi vô đây, ra đây, lại đây hai tay nữa rồi ba. Nhặt cái tay này trước đi. Mới này được đó nè. Chỗ mới này mới vô là gặp rồi đó nha mọi người. Thiệt là nâng niu nhưng mà nó vẫn vỡ. Ơi nãy măng chỉ ba rồi mà, trời ơi. Cô ta. Quay một cái thôi. Cái này là ở trong siêu thị có bán. Cái gì vậy? Nấm gì? Cái này giống như là quên rồi ta. Cái gì măng quên tên nữa rồi. Quên nó đó, nó đó. Cái này ăn ở trong chợ có bán nè. Cái gì kê gì ta? Kê gì đó. Mình quên rồi. Quên tên rồi. Đây một cái nữa nè bà. Bà nói đằng đó hai cái nữa kìa. Thấy không? Trước mặt đó. Bên kia có hai cái nhỏ, bây giờ bà nhặt lên cái này đi. À, kế đây có một cái nữa nè bà. Vậy. Đây nè bà. Đây nè. Con trong đây. À chỗ mới này được rồi nha. Chỗ mới này được. Đây. Tốt quá hả bà? Tốt con mà mới lên. Nhớ chuồng gốc chứ. Đây nữa nè bà. Đắp lỗ lại. Này nó mới mọc ha. Ừ thấy rồi, trời ơi này có thấy ghê nha. Mong phải nhìn lại lâu thiệt lâu mới thấy. Chuyện cái ô ba nhặt. Đây nha. Ô chỗ mới này được hả? Quay nấm búp không à. Đây nè ba. Đây. Đây nè phải không? Ba nói đây nè. Quay. Đó. Còn ở phía bên cái mặt cái. Quay. Đây nè. Ô cái bên không. Cái kia không. Mà đi hai cái chỗ. Ừ. Ba cái còn tươi lắm nha mọi người. Còn cái còn. Đây, qua đây một cái nữa nè.
Để mình nhìn coi, con cắm này rất là khó thấy luôn á. Hay quá anh Thái ơi. Sếp hay quá sếp. Quá hay nha sếp. Nãy ba chỉ đang cái đâu rồi? Đây nè, đây hai cái nè. Đó kìa con cây này nè, cái tao lấy cái mà lại tôi để ba cây nhỏ nè. Vậy là còn cái đằng kia ba chỉ nãy đâu ta? Hả? Họ để qua cái ba nhê măng á. Ba nhê măng chưa có lá. Ba lấy ra bớt thì thấy gì đang ngủ quá chừng hả? Không độn hả trời. Vài lá đủ rồi. Đó, nãy giờ đó mình mới vô á. Đúng rồi, đây nè ba. Quên cái đầu bị rớt, cái nấm bị đứt đầu nè. Tính bỏ. Đó còn sơn nó nằm ở trong. Ghê quá. Ui á, à, đó thấy chưa? Trời ơi, nó nằm. Đây cây quy ba. Ở đây có ba cái lớn. Quy quy văn thấy rồi. Đây. Đây là ha. Ở đây hai cái nè. Quy măng thấy rồi, măng mới thấy trước măng nè. Chút. Đây. Đây một cái nè hen. Trời ơi chắc quá bả này mới lên. Tôi rối luôn đây nữa nè ha. Đây nè mọi người. Đây ha. Hai cái chút rồi bên đây nữa nè. Chút xíu mình bỏ qua cái chỗ này rồi ha. Trời ơi ở đây nữa nè. Wow, quá trời luôn mọi người ơi. Ba nhổ hả măng? À làm đi. Nó măng thích nhổ, mình thích nhổ, mình dành với ảnh dữ lắm. Nè, ba cắt giùm măng đi, con còn nhện nữa ba. Con nhện. Wow, coi nè. Wow, dễ thương quá nè mọi người. Tôi rối luôn ba. Tôi rối luôn á. Đây nè, hôm nay mình đem cái giỏ nữa nè mọi người. Để nhặt nấm mồng gà nếu có. Cắt bỏ chỗ trắng nè. Rồi tùy theo nấm nha mọi người. Anh Thái nói tùy theo nấm, chứ không phải nấm nào cũng cắt bỏ chỗ đó. Đó, chỗ này hư gương rồi ba, phải không? Quay, ba là rồi ba nhổ đi, ba nhổ luôn đi, sẵn đây ba nhổ đi. Măng thích nhổ lắm á. Nhổ, cắt nha. Thành công. Wow. Đẹp. Quá là. Đây. Đây, nhổ lại cái nhổ này. Ồ, rồi thấy chưa? Cái nắp, thôi bỏ cái chân đi lấy cái nắp. Đây có hai cái này nè. Thấy thương quá. Ồ, cái này mọi người. Đây khoan chờ măng chút. Đây. Ở trong sân lại mấy cái chỗ này nữa chứ. Quay còn nữa đó. Chỗ này bọn mình chưa có đi nè, đây. Ờ cái này ngon. Cái này cũng 3 ngày mới ngon thế. Tươi rối luôn mọi người ạ. Chưa có. Cái này là bô lê hả mọi người? Nè. Bô lê tít nè. Quá là. Wow. Thấy thích quá. Cái đoạn này chưa đi. Thì ý măng nói là cách nay tuần mình chưa trở lại rừng. Mà người ta chắc đi rồi chứ dễ gì. À cái loại trong chợ bán. Quay rồi, rồi. Về. Xa giống giống. Đây có hai tay nhỏ nè, bà nhặt đi. Này một tay chứ. Măng đạp gãy đầu. Đầu đâu? Đây nè. Thấy chưa, mình đụng là nó rớt. Đâu? Chưa thấy mà. Chết cha, mình đi mình đá ngay đầu nó rồi hả? Nè ba, ba cầm này măng. Đây. Đem cất cái bao tay này vô măng đi ba. Đây chút đỡ bữa nào đi. Quy đúng rồi, đẩy lại. Đây nó chút nhiều quá. Wow, đẩy lại. Ba nhớ chỗ này không ba? Nhớ, đẩy nó. Đẩy mốt mình đi tiêu à, thôi cứ đẩy tự nhiên đi. Để tự nhiên đẩy này, mình đạp lên á. Ở đây có một cái nữa nè. Cái kìa ngon như vậy. Đây một cái nữa. Đây. Này ba cắt măng ba. Đưa ba nhây đó măng cầm. Nó vô. Đây có một cái mà cái con gì nó ăn nè. Nó đậu đây, nó đu theo hai ba con rồi. Đây nó đu nè. Trời ơi, coi quá trời cái con đó luôn nha. Nó đang ăn thấy không mọi người? Mưa. Con sên đó. Huy còn tốt dễ sợ luôn mà con đó nó đu á. Nó đu rồi. Nếu mà nhổ hết rồi nó lấy gì nó ăn ta, để nó sống ha. Đây ở đây có một tay nữa nè. Nằm ở đây nè.
Hai tay ba. Măng tưởng một tay mà giờ nó ra hai tay luôn rồi. Đây. Cái này chân nhỏ hơn. Chân nhỏ ba. Còn được được, cái cây chắc lắm mà. Cái cây này chắc tiêu xong măng đụng nó rớt liền nè. Ba thử coi. Còn được luôn. Nâu tiêu rồi ba. Này khô không bọng rồi. Này đỏ nha. Thấy hai tay ăn được có một tay. Wow. Cái khu này mới nha mọi người. Đây nè ba. Đó. Lớn. Đây mình thấy cái này ngon bắp máy lên đó. Đây. Wow. Trẻ trung quá chừng luôn. Quá trời tốt luôn ba. Cái này nó mới lên. Ây, ây. Ở bên đây một cái nữa. Này anh để lại. Hồi lấy luôn đi, cái đó bóp ăn được mà. Cái đó chưa đâu có đến nổi nào đâu, nhỏ đâu. Vì kia hai cái luôn, nó nằm kế bên nè. Ba nhỏ đi rồi cắt lượt ba. Đây thấy một cái nè, hai cái. Đây. Ở đây thấy hai cái luôn. Đây. Trời, không ngờ nấm này còn ta. Cái này nữa nè. Mùa này rồi còn nấm này ba. Thì ui. Này nhập. Đây. Ở đây một cái nữa. À, đạp một cái nữa. Ôi chết. Đây, chút xíu rồi mình đạp rồi nè. Ú, hú hồn. Hai cái, ba cái luôn. Ba cái chút chút nè ba. Để mà nhặt cho. Xem đạp nữa. Đây. Dừng chân lại cho con mình đạp. Xin em hãy dừng chân lại. Đây 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 đây. Đang chờ chờ. Mới măng hồ rút cái nữa nó rồi măng đưa cho. Đây. Úp lơ. Đây. Đỡ đây luôn. Nè, đem đang đem lên cho ba cắt nè. Úp. U cắt đi. Tươi rối luôn, em rất là còn non nớt. Đây. Trời ơi ham quá. Sao nay mới vô mình gặp dữ vậy nè. Cái khu rừng này nó. Măng tưởng đâu mùa này là bây giờ là thời điểm này là đi không có còn nhiều vậy đâu nghe ba. Mà nhân cái khu rừng. Đó mọi người thấy không mọi người đây nè. Quất quất quất. Vậy nè, đỡ luôn cái mút ăn luôn nha, không có mấy. Ê quá tốt luôn nè. Chỉ bỏ cái góc đất nữa coi. Đi đâu cũng rõ vàng quá vậy. Đây con cái nè. Đâu? Đây nè. Wow. Mà mình tính đây là ảnh kêu nữa nè mọi người. Đây đây, đây. Ba lại ba nhặt đi, măng đứng đây rồi. Nó sát chỗ nãy luôn á mà mình không thấy nha, ảnh kêu nè. Wow, tốt quá chừng luôn. Wow, vậy mà không thấy, thấy chưa. Wow, đây, ba ơi. Đây nè ba ơi. Wow, ở đây cũng nhiều lắm nè ba. À, để coi, mình coi cái. Một cái này nha, một cái nhỏ nè ha. Ở đây hai cái đang chụm đầu nhau, dính chùm nè. Hai cái nè. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ nhổ mấy ẻm lên. Wow. Trời, cái này mình không thấy, anh thấy chị. Hai cái luôn ba, hai cái nó dính chùm nhau, nó bắt đầu lớn thôi. Coi nè ba. Coi nè. Trời ơi, cưng quá hét mọi người nhìn nè. À, có một bạn á, khuyên mình, chỉ mình nói là mang cái bao tay bằng len á, để cho nó không có bị đứt tay. Đúng rồi đó bạn. Hôm nay mình mang cái găng tay bằng len là trời, tại khí hậu bây giờ cũng lạnh rồi cho nên mình mang á. Mang bao tay này là an toàn nhất. Đó, ba cắt đi. Con Quy lấy luôn cái này ha. Đã quá. Úp la. Đây. Ba cắt đi. Hôm nay nó mặc gì trùm trùm nó đã. Ui, trời ơi, mình mới vô hả? Hồi nãy mình vô rừng á là 10 giờ 10. 10 giờ 10 phút ạ, 10, 12, 13, 15. Thôi 2 giờ 10 giờ 15 đi. Đi đường xa một chút. Nay đi đường hơi xa một chút nha mọi người. Khoảng bữa hổm thì 10 km, nay khoảng 12 km không ba? Hơn. Qua đoạn đường khác. Khoảng mấy km, 15 hả? 15 km có. À gì hả? Hôm nay tụi mình đi đoạn đường 15 km. Bữa hổm thì có 10 km thôi, hôm nay 15 km. Nay đi khoảng bữa hổm 10 phút, tới nay 15 phút mới tới nha mọi người. Đó. Úi ơi, mới vô mà được nhiêu đây rồi đó hả? Quá sức luôn. Wow, mừng quá. Còn vỏ mình chưa có gì hết nha mọi người. Cái đã đỡ đựng
nắm bụng gà. Đi kiếp đi tiếp. Đây. Biết có người đi chưa không biết đi. Nay là ngày lễ nha mọi người, cho nên tụi mình không có đi làm việc, không có làm việc. Hôm nay là thứ sáu. Hư rồi, bỏ. Trời ơi, dễ thương. À, có cái lá đậy lại rồi mọi người. Đây nè. Cưng quá vậy. Nó nằm chơi. À, hai cái nữa nè ba. À, ba không thấy cái này. Đây nè. Khi mình ngồi mình cắt nó mới thấy. Ba đây. Wow, nó đậy đoạn cái nắp lại. Úp, trúc. Rồi ba đây kiếm đi, măng nhổ rồi măng lại măng quay. Khám phá cái chỗ này nó đội lên nè, chứ có phải nó. Wow, có cái lá che nó lại bảo vệ nó. Vậy mà nó trốn trong đó đó. Vậy mà mình cũng thấy luôn. Đây. Ba. Được hai mạng. Hai mạng đẹp quá đẹp. Nè. Ố chết cha. Rớt rồi, mình bỏ xuống hai mạng. Mà chưa bể. Chưa không sao. Mọi thứ nó lên như này. Nóng thì nó lên như này. Thế thường quá sếp à. Đây nè. Đây có một ẻm nằm ở đây một mình. Nấm này tốt lắm nha mọi người. Tốt lắm bà. Ba nói gì ba? Ở đây hàm bà ơi, nấm nhỏ nhỏ ở đây mình thấy cũng nhiều nha ba. Ủa nãy mình mới vừa thấy một cái mình tính lại sao nó biến đâu ba ơi? Nó biến đâu rồi? Đây nè. Ai mang tầng hắn? Ôi trời. Chết cha, tôi nhổ một cái xong nó không quay luôn nữa. Mà măng nhổ nó sức nắp mà nó không có quay nữa nè. Đây nè. Đâu ba? Ok, thấy rồi, măng thấy rồi. Bơi. Ba cắt nha ba. Này măng để đây ba cắt nha ba. Ở đây măng thấy đây có nữa nè. À, nhỏ. Đây. Cái nấm này rất là dễ sức nấp nha mọi người. Đây con cái lớn nữa nè. Đâu ba? Đâu ba? Ba chỉ măng cái nào ở đây? Đây nè. Wow, hai cái hả? Một cái. Vậy vậy mà mình không thấy á. Đây. Wow, mấy cái chỗ này. Đâu nữa nè. Đâu nữa ba? Có chừng chỗ đó nãy măng thấy rồi, măng nó biến á. Trời ơi, trong đây hai ba cái này ba. Ba xách cái vỏ lại đi. Ba cắt luôn nè. Đâu chỗ nào đâu ba chỉ đâu. À, chỗ đó măng không thấy. Đây. Wow, nó làm chùm đây nè sếp ơi. Đây nè, măng để đây cho ba cắt. Ôi chết rồi, nó rớt nữa rồi. Cái chỗ cái vùng này, mấy cái vùng nấm bây giờ cái mùa này. Sao cái chỗ này nó cũng rớt nè. Không biết nữa, mà wow, con bụi này nhiều thế. Ôi ôi, nó nằm trong bụi nè mọi người. Đúng. Đây, nấm còn không hen. À, trong bụi luôn. Nấm còn không hen. Rút ra để đây. Đây. Đó, cái này mình thấy đó, đó. Ôi trời đất. Tưởng đâu thấy chứ. Ôi, đây, mà làm sức gốc rồi. Đây, mà mới thấy đây một cái nữa nè bà. Đây. Úp, đổ. Đây nữa nè, mọi người. Đây nữa nè. Cái này là búp búp nha, nấm non giống như hồi lúc đầu rồi. Đây. Đây một cái nữa nè mọi người. Úp, đổ. Quay. Nhớ năm sau nhớ đường đi vô đây chứ còn không. Nay đi chứ chưa chắc lần tới đi có bà. Ừ. Hên xui thôi. Đây. À, chỗ này nè. Đạp. Tốt sót đúng rồi. Có sót không ba? Có sót không? Đây nè. Đây. Mấy cái của măng này ba nhặt là ba nhổ luôn đi. Ủa ba cắt luôn đi. Ở chỗ này cũng có những cái tay nấm giống mình nè, giống mình bữa hổm nè. Ba nói. Đây nè. Ba cắt đi. Đây.
hai tay luôn ba ơi. Cháu hôm nay mình hên á. Đây. Ồ. Hên. Hên. Đây nữa nè. Hôm kỳ rồi tụi mình đi với con một gái đi chung á thì nhặt nó ít lắm. Mất được ba cái nè. Nè ba. Đỡ xong rồi cái. Đây nè, trước mặt nè. Đâu? Cái này hả? Ủa cái này không phải. Không, cái khác nữa. Này mình không thấy. Này anh Thái thấy hả? Đây ba. Mới cho mình mới vừa đụng nó sức nắp nữa rồi cái này chỗ này. Này giống như anh. Á chung. Đây. Đây nè. Đó, nãy bạn thấy cái tay này nè, bạn hồi biến bây giờ thấy lại rồi nè. Ồ. Con gì nó ăn nhưng mà rất là còn tốt. Ba coi thử coi sao mà cầm nó nhẹ nhẹ nha. Nè ba. Ở trong kẹt nhiều lắm á nhà, nãy mình thấy á. Ba cắt thử coi có được không? Được. Được hả? Rồi cắt mà coi cái. À tốt quá. Tốt nha mọi người. Quay nó ăn cái đầu thôi. Trời ơi sao không lấy. Đâu? Trời ơi. Cái không bên. À, búp ba. Nè ba. Nằm cái này nè, nó nằm cái kiểu kìa. Đâu? Nằm khó thấy quá hen. Nè, con cái này nữa mà lính nó ăn hết đoạn. À, thôi mình lấy cái này đi. Wow. Chà. Wow, cái bụng bự dễ sợ luôn nè ba. À, cái này. Quá trời nhiều. Bự ghê. Mà nắm mấy lấy nó ăn hết một khúc rồi. Quá chừng ta. À này, quay lại qua phải quay cẩn thận quay qua quay lại wow ba cái ba cái đây nè wow ba cái nằm nè mọi người bốn cái năm cái một chùm luôn nguyên một cái family nó nằm nè coi lại cho kỹ lại ôi trời ơi con này ba một nè kỹ lại nó hai nè ba nè ủa nay mới mọc lại rồi ta wow quá trời nấm luôn mọi người mấy cái nhỏ nhỏ này để nè ba có chủ nhật có rảnh này bụng bự không à chủ nhật rảnh đi không không biết đi coi có thời gian không á lu bu lắm đó đủ thứ chuyện làm sếp rồi thích đi nhặt nấm đó mà cũng lu bu quá chủ nhật á để coi để coi để giờ tính đừng có tính hư. Trước đâu có hư đâu hư khúc luôn á mình ôi hư rồi ăn cái nắp thôi mình á chỉ khi nào rảnh mới chạy vô cái đó được mà ba nữa mình chỉ toàn là hư là bỏ tại chỗ nha đem về là nấm tốt không á khỏi còn lựa đây nè ba cái chân này ngon lắm nè ba mấy cái đó mới ngon giống như nấm mối rồi cái đầu nó bỏ uổng gì này rất là cái qua là đây năm nay ở Pháp nấm nhiều quá chừng luôn đang thấy bên tay nữa nè tới giờ mà vẫn còn nấm rồi bên đây mang thấy có con tay nữa nè ba tốt lắm ba trời ơi nấm tí tí mọc quá chừng luôn ơi nè đây mang thấy nấm tí tí đây nữa nè ba mà mang cứ để tự nhiên đây đi nè chút 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 cái hương đeo mọi người thôi để đây để đi để im nó đi nếu mà ai thấy thì cứ nhặt để mang nhặt cái tay này đó ôi trời ơi chết rồi rớt nắp rồi đây ui đẹp quá ba một lính tốt lắm chăng coi kỹ lại ui mình thấy có hai một tay đây nè đây nè ôi nấm giống y chang luôn nè ba cắt luôn này đi trời ơi mới vô nữa trời ôi chết rồi tí tí đỡ lại khoan khoan đây nè ba thấy đây không thấy nè ba thấy đây hả nè một tay nè hái tay này đi ba nói tí tí nhiều lắm hả đây nè hái nữa nè đây nè nhặt đây nè cho ba chỉ măng tí tí rồi măng đây
thời gian nữa. Đây nè, đây tí tí mới mọc cũng nấm con đằng kia, nấm con đây nè, đây nè nó mọc nhỏ nhỏ nè. Ồ, đang mọc mọi người ơi, wow. Kệ ai thấy thì cứ nhặt chứ, nhỏ quá rồi, mình nhặt hôm nay quá nhiều luôn. Bạn thấy đây hai tay nữa nè ba, một tay ở gốc này nè, đâu ba, khoan ba chờ măng nhỏ này mang lại để nó mất mất dấu ạ. Wow, đây nè, một tay đây nè ha, gọi đây hai một tay nữa nè. Úp. Đâu? Chết rồi, gớt nắp nữa. Để cái cây này nè. Tha hồ đó mà rút. Đây nè nha mọi người. Cái này rất là dày. Sốt nữa hả ba? Chờ măng chút đi. Hồi nãy mình không thấy, bây giờ mọc lên dữ vậy nè. Nó nằm không thấy luôn, bây giờ sao thấy dữ vậy nè. Hôm nay mình hên ha, mình lại cái chỗ mới mà có nhiều ghế nha mọi người. Đi. Đâu? Đi thẳng vô này, để coi chị ra. À, đây là sót nè ha. Đó, chân dài đây nè, dành phải. Ôi trời ơi má ơi, thấy ôi. Đây một tay nè, hai tay nè, gọi đâu nữa? Ở à, bên kia thấy rồi kìa. Bốn tay nữa nha. Ui thấy rồi, măng thấy rồi, măng thấy, tạm thời thấy rồi đó. Ok, tạm thời măng thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi sếp. Măng liếc rồi. Trời mình đi ngang qua không thấy, bây giờ thấy tiếu thiệt ba. Chết cha rớt lắm. Năm. Ây là la. Qua bên đây cái tay này quá đã luôn. Quá. Đây. Dạ. Cái thương quá nè. Trời đất ơi. Nè ba, là ba cắt cái đám này đi. Con đẩy nè. Ôi trời ơi, đẩy rồi hả? Đẩy nè. Chết cha, đẩy rồi. Mới không, vô con, chưa có được con, nửa đoạn đường, mình còn đi nửa thời gian mới đi có một chút xíu. Giờ không biết mấy giờ. Có đèn đồng hồ không ba? Có nhưng mà chưa dồn. Mới có 11 giờ 15 tiếng. 11 giờ 15. Ừ. Tiếng rồi nghe mọi người. Tiếng. Cái này sắp luôn. Wow, đây rồi nè. Trời ơi, bên nè. Cũng luôn. Đầu khoảng 1. Trời ơi, bên này mọi người nó nằm tí tí vậy nè. Ồ thấy cưng quá. Cái này sao rồi? Cái đầu nó đâu rồi? Cái đầu nó đâu không biết. Mất cái đầu luôn rồi. Đó là la, cái này nè, chút xíu rồi. Thôi này mình để lại đi. Ui. Đây. Này con lính nè. Bị con vợ. Đầu này lắm này. À là. Chờ một chút rồi. Mấy chỗ này lạ, coi cái này. Đây nè ba. Dọn trong kia coi cái này. Gần sâu á. Nấm này tốt nha. Đó, thấy chưa? Rồi. Và là tốt quá chừng. Ôi trời ơi, không thấy ha. Bước qua giờ quay lại, trở ngược lại. Đây. Ba mò đi. Đó, ba quên mò ốc. Ba nhổ đi. Quay qua, đi qua mặt xong rồi đèo, trở lại. Lính đèo. Mặt ra coi lính. À, để mình lấy cái vỏ ra. Đây mình thấy một tay. Tay tốt quá chừng luôn nè. Quá chừng luôn. Tay này tốt ạ. À. Đây nè. Tốt rồi ba. Chà. Ba cắt đi. Cái này đâm đau lắm nè. Ôi. Cái này cây gì vậy ba? Mà đâm đau lắm nè. Cái này đâm đau. Thấy rồi nè. Thấy đây nè ba. Để mà lụm cái vỏ đi. Đây cũng được lắm nè, tốt. Ôi giời, chết. Hai tay. Mà tưởng đâu một tay chứ. Đâu? Khoan để mà nhổ này đã. Úp là. Mà bỏ này vô đây trước đi. Để đó nè.
vỏ mình trống không à. Đâu ba? Chỉ năng đi. À. Bước qua. Đây nè ba. Ba chỉ đó nhưng mà mang thấy đây nữa. Đây 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 đây. Ok, nè nè ba cắt đi. Nè, có hai tay em đây ba cắt một nhỏ này. Đây. Úp. Ây da da. Đã quá. Trời ơi. Tôi luôn trụ coi nắp nè mọi người. Còn mới không? Quá trời luôn, mới mọc không? Quá trời. Chỗ nào cũng có hết ta. Chỗ nào cũng có. À. Đi tiếp. Đây. Đây có rồi nè. Cưng quá. Thấy một tay nhỏ. Wow, đây nè ba. Ồ, ba chị. Đằng kia mà ở đây có nó nè. Chồm xuống đây thấy ba ba. Nãy mình đi ngang qua. Mình mới lột bao tay ra. Bây giờ nhổ đại nó. Ồ, ba tay. Ở đây. Ồ, chắc non quá trời non luôn ba. Ồ, lo lo coi nè. Ấy bạc đâu. Mới tinh luôn. Đây một tay nữa. Non nớt, non eo luôn á. Úp. Ê. Trang, sếp. Wow, đầy rồi mọi người ơi. Đầy rồi. Đầy rồi, con tiếng máy mà ngồi rồi. Đó, bây giờ mình đi kia. Đâu? Đó, mình đi tắm. Tấp. Đội lá lên. Đâu? Ồ, ồ, oh, oh, đây nè, đây, 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 đây. Đâu ba? Ở dưới xe có quý, ở đây có hai cái nè mọi người. Trời, đang đi cũng kêu cái giật cái mình không? Đi sếp. Đi mà tại mình thấy ở đó không có, mình đi nhanh chứ để đỡ mất thời gian chứ bà. Mình nhỏ nó lên nha. Cưng quá bà ơi. Trang. Đây nè, sếp cắt đi. Ở đâu cái sếp? Chỉ đi mình đây. Đi xuống cây dưới kia, nó thấy rõ luôn. À, thấy rồi, nằm đây. Măng thấy rồi. Đây đây nè mọi người. Ồ, măng thấy có một cái trước mặt mình nữa nè. Đây một cái nha. Đằng kia một cái nữa ba. Đây. Rồi đằng đây một cái nữa nè. Trời ơi, vô chân quá gì vậy. Trưng, cưng ghê luôn á. Cưng quá đi. Đây là hai mạng nè. Ố, ba đây. Đây hai mạng tốt lắm nha sếp. Quá quá tốt. Wow. Tốt quá chừng luôn. Đó. Ôi ôi tốt ơi là tốt luôn. Trắng nõn trắng nào luôn. Xinh tươi luôn. Vậy đi tiếp. Mình thấy ở đây một cái nhỏ nhỏ nữa nè ba. Đây. Cưng quá. Cái vỏ này để xong thôi hen chi ba. Ở trong đây cái nữa ba. Thương quá, thương quá. Đây. Đây là sếp. Ba nhỏ không? Mình bỏ qua đây nó coi cái. Mình bỏ vô đây nó coi. Lấy bao tay lên. Giờ mình lột bao tay ra. Bực. Đây. Đây một cái lớn nữa. Trọng trọng. Đây. Wow. Hôm nay ngày lễ mà, rồi, thứ sáu người ta không có đi hả? Gọt. Mà, không có hồi nãy ở trong đây có một con gì á. Ai ngờ nó là con nai. Nó mới chạy ra là nhanh quá. Mình không có quay kịp mọi người. Trời ơi đi cưng quá trường luôn. Nó này hướng này rồi nè ba. Nai chạy nhanh quá. Hồi nãy thấy con nai thấy cưng quá mà quay không kịp. Đây nè. Có đây có một vài tay nấm. Cũng được được. Nấm bồng gà, chân vàng. Rút mấy con rút nó vài cái đây. Quy, ít quá thôi kệ. Nhưng mà măng thấy đây để măng nhắc vài tay rồi đi.
Ôi ôi, đi sát con nai luôn mà ngu quá không cầm máy quay ta. Hồi nãy nãy măng tắt rồi. Ô này nát hết rồi, thôi đi ba. Rồi, ở trong cái rừng này thì hồi nai với heo rừng. Đây, tụi mình thấy ở đây có một ổ nấm mùng gà. Ba ba đưa giỏ lại măng ha. Đó, đây là để măng quay. Đây nè mọi người. Quy quy đây. Đây nè mọi người. Đó, ba chỉ ba. Đây đây, đó, đó. Treo hàng cây. Đây. Đó, đi vô. Tới rồi, bây giờ phải rút nha. Ngồi ngồi là rút nấm mùng gà nha mọi người. Đây, đó, rút. Trời ơi, đây nè, đây nè, đây đây đây. Dưới hầm này rồi. Ơi, bên đây nữa nè ba, đây, đây nè. Đây nè. Đó. Nhiều. Chân vàng. Chắc lắm. Nấm này gọi là sân then chân vàng á. Santoren Ron á. Này chắc. Nấm mùng gà chân vàng. Ngon lắm. Rất là ngon. Đó mình đem cái giỏ này để đựng nấm mùng gà đó. Hy vọng là sẽ có. Có. Đó bây giờ có rồi nè. Có. Cứ đặt con dòm xa xa vô rồi. Ba ba đi ba ba chỉ thẳng vô. Hút. Dính liền. Đặt con dòm cái coi. Anh Thái đưa thấy nấm Santoren lắm. Anh phát hiện hay lắm. Nó măng cứ rút là nó làm sao hồ đó bao dòm mấy chỗ xa xa. Ba đi kiếm thử đi, ba kiếm đi rồi lại. Trước kìa nó wow vàng hết. Trời ơi thôi chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mình vô cái giỏ bỏ chứ sao bỏ ngoài giỏ. Dòm đây nè, đây nè. Mát nữa rồi. Nên nó dỡ cây nó rút dưới cái cây. Ba lụm rác ra nha. Mình có một tay quay tay. Cây nhặt à. Wow, đây là mới anh ta. Ồ, đã quá. Quá trời mọi người ơi. Giờ tới mỗi lưng rồi đó nha. Mà nhặt cái này là mỗi lưng đó nha. Không phải giỡn đâu. Thời gian đó. Ngon. Dĩ nhiên. Quá trời ngon luôn. Nấm chân vàng này mà ngon lắm nè. Cái mùng gà màu vàng này ngon lắm đó nha mọi người. Còn nhiều lắm bơi, cho măng chút đây. Để măng lụm lá lên. Ba lụm lá ra. Nè ba lụm lá cho măng nhặt cái. Dọn đường cái. Dọn đường. Nấm này rất là giòn. Nhưng mà khi mình ăn thì nấu chín rồi nó dai. Có nhiều người ta thấy nấm chứ người ta cũng không thèm nhặt nữa nha. Ngộ tiếng mà chứ không phải ai cũng thích nhặt nấm đâu nghe bà. Nó sợ. Nó sợ mà. Nhiều quá chừng không mọi người ạ. Hôm nay mà cái chỗ này nhỏ hơn chưa đã cao một chút. Ủa sao cái chỗ này nãy ba bỏ vậy? Cũng lớn chứ. Mà làm đi chứ. Á. Mình tưởng ba sót chứ. Rút đang đi kiếm chỗ khác. Vậy ba nhổ mấy cái. Ba lại đây nhổ phụ măng nè. Đây nè. Ba nó ăn đám đâu nữa ba? Ở trước mặt. Để đi vô đó. Nè ba lại đây nè ba. Nè nó hết đi vô đó. Nè. Chầm chầm này, cái này bự luôn. Này to nè. Đó, bây giờ giỏ mình có nấm rồi nè mọi người. Chỗ này thôi. Nãy giờ mình xách cái giỏ không ba lụm nó bỏ vô rồi. Kỹ. Ba đi nhổ lại hả? Ba nhổ còn sót hả ba? Vậy hả? Ui, đây nè. Lòn qua cây này. Ba hút rơm lên giùm măng đi. Rồi dọn đường đi. Rồi ba dọn đi ba nhặt phụ luôn chứ. Đó là. Đây. Đưa cái giỏ xếp. Nó cái giỏ mình giờ có nấm rồi hen. Mình chỉ lên trên nó còn. Nhìn xa xa nè. Cái này mình nhổ mà chậm chậm không biết từ nào xong luôn á. Trời. À, cái này ngon. Bự cao. Cái gốc cây này cũng trọng rồi nha. Đây nè ba. Dạ,
sẽ đưa mắt dòm cho mình. Đó bà thấy không? Rừng lạ mà dĩ nhiên là phải đi kiếm. Hay quá, anh thấy hay lắm á. Rừng lạ mà anh biết á. Chắc bà có đi lần với ai phải không? Chưa, mấy chỗ này chưa vô. Chưa vô sao ba biết? Thì mình cứ dòm theo cây, mình hướng cây mình đi. Chỗ nào chắc trong... hồi đó bà có đi với ai qua hướng này rồi chứ, đi một lần rồi chứ, ở mấy ông Tây á, mấy ông Tây kia phải không? À, biết hồi đi lúc Tây. Lâu phải không? Lâu lắm rồi. Đi mà nhớ nữa chưa? Qua dài, dài tay nè. Mày khi nào ổ. Ngày sáng nghe được như này, nãy giờ chứ. Giờ mới ngủ đây thôi. Ở đây có nè mọi người thấy, nhưng mà nó thưa quá cho nên nãy giờ mình không quay, mình nhặt nhưng mà mình không có quay. Nó nằm rải rác chứ không có chùm chùm. Nãy có một đám thôi à, còn nhiều rải rác không cho nên không có quay á. Đây thôi nè. Đẹp quá vậy. Cái bà nhìn cái bà đắng kìa. Mình thấy đây có một chùm nữa hay gì đây nè bà ơi. Vậy. Nhưng mà nó không có rộ nhiều, một đống một chỗ nó nằm thưa không. Đây. Ba, này cũng to đùng chứ bộ. Nè. Nhưng mà nó không có nhiều. Ôi là, cái là... À, khỏi còn nhổ luôn. Kéo lá nó đi luôn rồi. Rồi, được vài tay nữa. Trong này nó có một cái này phải đưa, con bụi. Đây. Đâu à? Con bụi này nè. Tốt. Tốt. Đó, tốt, tươi. Ủa, đâu nữa bà? Đây hả? Ủa, cái tay nắm này à? Hồi đó... mới rồi lần đầu mang đi nhặt, mang thấy bà nhặt nấm vậy nè. Mọi người thấy cái tay nấm này mắc cười không mà ăn được nha mọi người. Ui. Đây nè. À, mọi người thấy cái này nó lạ không, cái chân á. Nó nhám nhám nè không? À, ăn cái đây chân nè. Ngon lắm. Đây. À, cái nấm này ngộ ha, vậy mà ăn được nha mọi người. Rồi, đây là thành quả của tụi mình hôm nay nè mọi người. Mới đầu vô mình cũng sợ không có ha, tại mùa này cũng là gần cuối mùa đó mọi người. À, hiện tại là gần cuối mùa không hay là gần ba? Gần cuối mùa. Gần cuối mùa rồi, của nấm á, gần cuối mùa nấm rồi. Nhưng mà tụi mình á, vô á, nhặt cũng được mới mọi người thấy không? Có nấm này nãy vô gặp quá chừng nhiều luôn nè. Nay mình đi chỗ mới mà sao mình hên. Đi vô chỗ đầu tiên mình mới vừa vô cái sao tự nhiên quá trời nhiều luôn rồi, sau đó... không biết chỗ nào có nấm nhiều hay không, mình cũng đi lang thang mà cũng nhặt được mớ nấm hồn gà mọi người. Nè. Này xách cái vỏ mới đi lại chỗ mới. Được mớ. Đó. Này nấm mới không. Rồi bây giờ tụi mình đi về. Xách cái vỏ này chứ nặng lắm nha mọi người, này nhiều lắm nè. Quá chừng luôn á. Rồi video của tụi mình hôm nay xin được kết thúc ở đây nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye.